Xin chào các bạn Hôm nay trời hơi mưa nên là tôi xin phép được ngồi trong xe chia sẻ trao đổi với các bạn về một thông tin rất là mới nóng liên quan đến câu chuyện pin xe điện Vâng, như các bạn đã biết thì thời gian vừa qua có khá nhiều những thông tin và người dùng cũng bức xúc về cái hiện trạng là VinFast khi bán xe thì bán cho khách hàng một cái giá pin mới như đối với VF8 này là khoảng 200 triệu đồng và lúc thấp nhất là 176 triệu đồng. Đấy, nhưng mà khi uh, có một số trường hợp mà uh, bị sự cố thì thay thế sửa chữa tổng lên tới khoảng tầm 450 triệu đồng. Mà trường hợp của anh uh, Nguyễn Thành Công ở hội VF8 miền Bắc của uh, của chúng tôi đấy vừa qua cũng là một trong những cái trường hợp khá là điển hình uh, còn nhiều trường hợp như thế nữa ở đây thì tôi không muốn nói tới việc ai đúng ai sai bởi vì cá nhân tôi nghĩ rằng là phải người trong cuộc thì mới nắm được hết 100% cũng như là trong quá trình làm thì kiểu gì thì kiểu cũng khó tránh khỏi tức là bên nào cũng có cái phần đúng, bên nào cũng có phần chưa đúng. Vấn đề ở đây tôi muốn nói rằng là à người dùng trong trường hợp này họ cũng rất là vô tư và khách quan trong việc mà sử dụng dịch vụ dịch vụ của xe gọi là dịch vụ của bảo hiểm họ mua bảo hiểm với cái giá mà VinFast xuất hóa đơn cho họ. Ví dụ như cái pin xe VF8 là chẳng hạn. Tôi 2 năm vừa rồi tôi cũng thế. Tôi đều mua bảo hiểm với cái mức là tầm 200 triệu đồng. Đấy. Thế thì bảo hiểm họ cũng căn cứ hóa đơn, họ bán. Và từ xưa đến nay thì thường là như vậy. Thế thì đến khi mà thay thế sửa chữa thì trước VF8 là chẳng hạn. Pin nó lên tới hơn 400 triệu đồng. Cả công sửa chữa vào khoảng tầm 450 triệu đồng thì chính vì cái sự vênh giữa giá bán pin mới và giá bán khi mà dịch vụ hậu mãi sửa chữa như thế dẫn đến là bên bảo hiểm vô tư người dùng vô tư vinfast thì cũng không có trục lợi gì ở đây cả họ bán để khuyến mại khuyến khích khách hàng lúc mà mua mới chứ còn giá trị thực tế của họ có khi đã đến thế hoặc là hơn thế nhưng kết quả là người thiệt hại ở đây lại là người dùng bởi vì họ mua bảo hiểm như vậy thì vô hình chung họ đang mua bảo hiểm dưới giá trị và như trường hợp của anh công đấy về lý thuyết anh ấy mua thậm chí còn dưới một xíu là anh ấy mua năm thứ hai gì đó mà 150 triệu thôi thì uh, lại được xưởng báo giá tới 450 triệu khi mà gặp sự cố dẫn đến là người tiền bỏ thêm vào tối thiểu tầm khoảng 300 triệu đồng đấy 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 là đây về lý thuyết nhé thế thế thì kết quả là những cái điều đó khiến cho người dùng rất là bức xúc và à, cuối tháng 7 vừa qua chính xác là ngày 24 tháng 7 thì uh, tôi cũng đại diện cho Uh, Autobuy rồi là hội web 8 miền Bắc cũng có những cái kiến nghị uh, thắc mắc rồi đề xuất gửi lên uh, vinfast về vấn đề này cụ thể là tôi um, đã đề xuất là vinfast là phải uh, có một cái công bố rõ ràng giá bán pin cho người dùng khi mà người dùng mua xe mới và giá uh, sửa chữa thay thế pin khi chẳng may cái pin đó À, nó gặp sự cố hỏng hóc mà thậm chí là phải thay toàn bộ Đấy đấy là cái điều cần rõ ràng Bởi vì đấy là cái uh, cơ sở để các cái công ty bảo hiểm Có thể uh, bán bảo hiểm cho những người sử dụng xe như chúng tôi Với cái mức pin giá lên tới khoảng 400 hoặc 450 triệu đồng Cái đấy quan trọng lắm bởi vì là Chúng tôi thì sẵn sàng mua bảo hiểm với đầy đủ cái giá trị của pin Nhưng mà nhiều khi là một số công ty bảo hiểm không bán cho Bởi vì họ cắt lưu hóa đơn mà Thế thì để tránh những cái trường hợp đáng tiếc như cái trường hợp của anh Công và một số những cái trường hợp khác nữa trước đó thì chúng tôi cần sự minh bạch này. Điểm thứ hai mà cũng rất quan trọng ấy, đó chính là liên quan đến cái pin. Tại sao cái pin ở dưới gầm của họ VF8 và một số xe khác lại mong manh đến thế? Các bạn biết rằng là đi qua, nói chung là có những cái vật cản nhỏ thôi. Thì đối với xe xăng thì <laughs> có cái động cơ ở dưới rồi nó, những cái bộ phận ở dưới nó bảo vệ khá là tốt chả hề ấn gì nhưng mà xe điện đó là pin pin là một trong những bộ phận vô cùng quan trọng của xe điện mà lại nằm ở sát gầm nó vừa chịu trách nhiệm chính trong cái việc vận hành của chiếc xe nhưng mà nó lại có nguy cơ bị va đập như thế và thực tế cho thấy rằng là cái va đập khá là nhỏ thôi nhưng cũng có thể gây những thiệt hại hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu thậm chí còn thay cả pin nữa đấy để dẫn đến rằng là chúng tôi thấy có những cái trường hợp là anh em chủ động làm những cái tấm chắn bảo vệ pin và tôi cũng băn khoăn ở khi mà hỏi Vinfast rằng là liệu làm cái tấm chắn đó có ảnh hưởng gì đến cái bảo hành của pin hay không rồi là bảo hành của xe nói chung hay không và cũng từ việc đó thì tôi cũng kiến nghị luôn bởi vì nó mong manh như thế thì cần phải sự bảo vệ và tôi kiến nghị vinfast làm cái tấm chắn bảo vệ để cho pin nó tốt hơn và giảm thiểu tối đa những cái va chạm nhỏ và cho tới nay thì đầu tháng 8 rồi thì tôi vẫn chưa nhận được một cái email chính thức trả lời tôi về vấn đề này tuy vậy điều đó không quá quan trọng bởi vì tôi thấy vinfast đã làm nhanh hơn nói <laughs> trong trường hợp này là như vậy vì sao như vậy? Vì hôm qua à, tôi đã nhận được cái thông tin khi mà VinFast công bố trên website của mình về việc là họ đã đồng nhất giá bán pin và giá sửa chữa. Đấy là một điều thực sự là cực kỳ thú vị. Thời gian trước cái đây vài tháng thì VinFast đã có một định thái tương tự nhưng là áp dụng đối với chiếc VM5. Tức là chiếc VM5 khi đó giá pin là mua kèm với xe là 80 triệu, còn giá pin khi sửa chữa cũng được bán với ra với giá 80 triệu. Đấy. công sửa chữa thì rất ít thôi, công lắp đặt sửa chữa thì. Thế thì hôm qua thì họ công bố một loạt gần như tất cả xe điện VinFast đều có những cái mức giá pin bán và lúc sửa chữa thay thế là gần tương đương với nhau. Ví dụ như chiếc VF8 này, tôi thấy hiện nay họ bán 210 triệu. Thì còn khi mà sửa chữa thay thế thì giá pin SDI là pin Samsung ấy Có 203 triệu, pin CATL ấy thì có 210 triệu Tức là tương đương luôn Dẫu sao thì VinFast cũng đã làm một cái điều mà vừa minh bạch vừa lợi cho người dùng Thực tế thì những cái va chạm, những cái thiệt hại không phải ai cũng mong muốn xảy ra Và đó là vạn bất đắc dĩ Nhưng mà khi xảy ra rồi thì chúng ta cần có những cái giải pháp làm sao cho giảm thiệt hại tối đa. Đặc biệt như những người dùng đơn lẻ như chúng tôi thì những cái uh, chi phí đối với sửa chữa, đặc biệt những bộ phận như pin thì vô cùng lớn luôn. Thế chính vì lại đó uh, cái việc mà Vinfast công bố như vậy thì giúp chúng tôi có những cái uh, sở cứ rồi là mua bảo hiểm uh, đảm bảo dù có bất kỳ một sự cố nhỏ hay to nào thì đều nằm trong cái phạm vi bảo hiểm và um, có thể uh, giảm thiểu cái thiệt hại về mặt tài chính còn thắc mắc về tấm bảo vệ pin ấy thì tôi cũng chưa nhận được uh, câu trả lời một cách chính thức nhưng mà qua những kênh thông tin khác nhau thì tôi cũng được biết rằng đã có được những cái thông tin khá là chắc chắn về việc là sắp tới Vinfast sẽ cung cấp tấm bảo vệ pin của xe điện nói chung và VF8 nói riêng như một dạng phụ kiện Đấy, tôi nhắc lại rằng là sắp tới Vinfast sẽ làm cái tấm chắn bảo vệ cho pin ở dưới gầm ấy à, như là một cái tấm bảo vệ pin như là một phụ kiện ai thích thì mua rõ ràng là hiện nay tôi cũng đang khá là mông lung về cái việc làm sao để bảo vệ pin của mình thì với cái thông tin này tôi cũng thấy rất là hay và đang mong chờ Vipat sớm công bố và bán ra cái phụ kiện đó hy vọng là giá nó hợp lý tấm phụ kiện đấy nó như thế nào thì mặt mũi ra sao thì tôi vẫn chưa được nhìn thấy nhưng mà với thông tin ban đầu thì tôi nghe nói nó dày đâu đó khoảng tầm 5 đến 7 mm. Đấy. 5 đến 7 mm thì nó tầm như này. Tôi nghĩ rằng là họ cũng đã tính toán và quan trọng ấy, những cái tấm bảo vệ như vậy thì có thể ngăn ngừa và giảm thiểu những cái va đập những cái nhỏ mà có thể gây hại cho pin thì hợp lý thôi. Chứ còn nếu mà nó gặp sự cố va chạm lớn thì nó còn hỏng xe chứ còn nói gì đến tấm bảo vệ thế nên là ở phạm vi ngăn ngừa những cái phạm vi va đập nhỏ thì tôi thấy đấy là một điều rất là hay hợp lý như vậy là rõ ràng cái việc bảo hiểm pin và bảo vệ pin VinFast đã có những cái động thái rất là tích cực và hy vọng họ sẽ sớm cung cấp cái tấm bảo vệ pin trong thời gian tới để chúng ta có thể mua sử dụng và an tâm Phòng thụ những cái tính năng hay Của chiếc xe điện Vâng Không biết rằng là những trao đổi của tôi vừa rồi Có khiến các bạn rõ hơn Về vấn đề này hay không Nếu còn băn khoăn thắc mắc nào Thì hãy chia sẻ cho chúng tôi bằng cách bình luận ở dưới video Chương trình của tôi hôm nay kết thúc ở đây Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại